Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OinShark Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Khủng long là một loài sinh vật khổng lồ đã từng cai trị trái đất, và đương nhiên chúng ta cũng biết ít nhiều về loài động vật này. Nhưng chắc chắn những kiến thức mà chúng ta biết về loài khủng long sẽ có một vài hiểu biết bị sai lệch. Bộ phim về loài khủng long phổ biến nhất là công viên Kichura, có thể chỉ để giải trí. Nên hầu hết những thông tin trong đó đều không chính xác, ngay cả cái tên cũng sai, vì những loài khủng long đó thậm chí còn không sống ở Kichura. Vì nên hãy cùng Unchek Xe tìm hiểu ngay để khắc phục những quan điểm sai lầm mà bấy lâu nay bạn vẫn tin tưởng nhé. Lưu ý những nội dung trong video này được chúng mình cập nhật từ nhiều nguồn. Nếu có thông tin cần đính chính, các bạn có thể bình luận bên dưới để chúng mình biết nhé. Số 1. Một viên thiên thạch duy nhất đã khiến khủng long tuyệt chủng. Một thiên thạch có bán kính 10 km đã rơi xuống vùng nước nông, nay là bán đảo Yucatan của Mexico, cách đây 65 triệu năm trước. Nó tạo ra miệng hố Chicxulub, rộng đến 180 km. Tuy nhiên, không có bằng chứng thuyết phục chứng tỏ không có con khủng long nào sống sót sau thảm họa này. Và đến bây giờ, chúng ta vẫn không chắc vì sao loài khủng long bị tuyệt chủng. Cú va chạm có thể chỉ hóa kiếp những con khủng long ở gần cái hồ đó mà thôi, nhưng cũng có thể tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ, mưa axit hay các đám mây bụi bao phủ trái đất trong hàng tháng hoặc cả hàng thập kỷ. Sự kết hợp của tất cả các yếu tố này có thể đã khiến loài khủng long biến mất. Số 2. Khủng long tuyệt chủng vì không thành công theo thuyết tiến hóa. Khủng long sống sót hơn 150 triệu năm, vì thế chúng không thể bị xem là không thành công. Các giống người chỉ mới xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước, và Homo sapiens thì có tiểu sử không quá 200.000 năm. Khủng long đã đánh bại những loài khác trong kỷ nguyên của chúng để thống trị hành tinh, nhưng lại thua cuộc trong trận chiến với tác động của tự nhiên. Số 3. Tất cả bò sát, thương long, giật long đều là khủng long. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng khủng long là tên của bất kỳ loài vật nào từng di chuyển trên trái đất trước sự xuất hiện của con người, nhưng sự thật là chỉ có khoảng 10% trong kỷ nguyên Mesozoic là khủng long thực sự mà thôi. Các loại bò sát trên đất liền đã đạt độ dài 5 mét trước khi những con khủng long đầu tiên xuất hiện khoảng 230 triệu năm trước. Ví dụ như loài Demetrodon, mình sẽ lấy làm ví dụ về sự nhầm lẫn của rất nhiều bạn ở đây. Lưng nó có một cánh buồm, sống đông đúc ở Bắc Mỹ trong kỷ Permi từ 290 đến 240 triệu năm trước, và nó không phải là loài khủng long. Một vài loài bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long, nhưng tất cả các loài khủng long thực thụ đa số đều là những động vật sống trên đất liền. Các loài cá sấu biển giống như những loài cá sấu khác chỉ được xem là họ hàng với khủng long, và các loài bò sát biển cỡ lớn đã tuyệt chủng khác như Plesiosaur, Pliosaur, Mosasaur và Ichthyosaur cũng vậy. Các loài bò sát biết bay được gọi là thằn lằn bay, xuất hiện lần đầu tiên ngay sau khi có khủng long và tuyệt chủng cùng thời với khủng long. Những con lớn nhất có kích thước bằng một chiếc máy bay nhỏ. Tuy nhiên, dù là họ hàng gần, nhưng chúng không phải là loài khủng long thực sự. Số 4. Tất cả khủng long đều to lớn. Khi bạn nghĩ về khủng long, bạn có thể nghĩ rằng chúng đều rất to lớn. T-Rex có chiều dài lên tới 12m và Brachiosaurus có cổ cao tới 13m. Nhưng đó không phải là trường hợp của tất cả các loài khủng long. Trái ngược với niềm tin phổ biến, không phải tất cả các loài khủng long đều là những gã khổng lồ. Trên thực tế thì có rất nhiều loài trong số chúng khá là nhỏ. Một số thậm chí còn có kích thước bằng những con chim mà chúng ta có ngày nay. Một loài khủng long nhỏ là Micrograptor. Loài khủng long nhỏ bé này có kích thước chỉ bằng một con quả. Số 5. Khủng long săn mồi đáng sợ và to lớn hơn con người. Hầu hết chúng ta đều chưa hề nghe đến cái tên khủng long săn mồi này trước khi bộ phim Công viên Kichura ra đời. Bộ phim đã tạo cho chúng ta ấn tượng về loài khủng long này là loài động vật ăn thịt, có vảy, có kích thước lớn và cực kỳ thông minh. Thực tế là loài khủng long này không lớn hơn nhiều so với một chú chó lớn. Cơ thể của nó được bao phủ bởi một lớp lông. Loài khủng long này trông giống như một con gà đang giận dữ hơn là một loài khủng long có kích thước khổng lồ và làn da trơn bóng. Số 6. Âm thanh của khủng long không giống trong phim. Khủng long có lẽ không phát ra âm thanh giống như những gì được thể hiện trên phim ảnh. Trên thực tế, chúng ta thực sự không biết chúng sẽ tạo ra âm thanh như thế nào.
Hóa thạch hiếm khi được bảo tồn được các mô mềm như dây thanh âm. Điều này khiến các nhà cổ sinh vật học gặp khó khăn trong việc xác định chính xác âm thanh mà khủng long tạo ra. Các nhà khoa học có thể đã đưa ra phỏng đoán có cơ sở rằng khủng long nghe có vẻ gần gũi hơn chim và cá sấu vì chúng là họ hàng gần nhất còn sống của loài bò sát này. Các nghiên cứu đã tạo ra các mô hình dựa trên hộp sọ hóa thạch. Các mô hình cho thấy khủng long có thể tạo ra những tiếng động âm ầm tần số thấp hoặc tiếng kêu giống như tiếng chim. Số 7. Các loài thú tiến hóa sau khi khủng long tuyệt chủng. Những con thú tí hon sống dưới cái bóng của khủng long trong hơn 150 triệu năm, chiếm cứ những hốc nhỏ dưới dạng các con thú ăn đêm và chỉ nặng khoảng 2 gram. Cái thông tin này thì tôi cũng không chắc lắm vì tôi trích một cái nguồn nào đó mà tôi quên mất rồi. Tổ tiên của thú thực sự đã xuất hiện từ trước khủng long. Tuy nhiên, chúng chỉ duy trì hình dáng nhỏ bé cho đến khoảng 65 triệu năm trước. Sự suy tàn của khủng long đã tạo ra những hang hốc trú ẩn cho những loài thú có kích thước to lớn hơn. Hầu hết các loài thú ngày nay đều tiến hóa sau giai đoạn này. Số 8. Khủng long màu xanh lá cây và có vảy. Con người tin rằng khủng long có màu xanh lá cây và có vảy bởi vì con người cho rằng loài khủng long phải trông giống như các loài bò sát hiện đại to lớn như cá sấu. Thực tế là một số hóa thạch còn bảo tồn các sắc tố cho thấy không phải tất cả các loài khủng long đều có màu nâu, đen hoặc xanh lục. Chúng có thể đã có rất nhiều màu sắc rực rỡ. Một trong số chúng thậm chí có thể ngụy trang tùy thuộc vào môi trường sống của chúng. Các loài khủng long khác nhau sẽ có kết cấu và hình dáng khác nhau trên da. Số 9. Khủng long Jurassic Park không đến từ kỷ Jura. Công viên kỷ Jura là một trong những bộ phim khủng long nổi tiếng nhất từng được sản xuất. Ngay cả tên của nó cũng không hề chính xác. Những loài khủng long phổ biến xuất hiện trong phim bao gồm các loài khủng long bảo chúa, khủng long ba sừng Triceratops và khủng long ăn thịt Velociraptor, thậm chí còn không sống trong kỷ Jura. Chúng thực chất là những loài khủng long của kỷ phấn trắng, ngay sau kỷ Jura. Số 10. Một số khủng long không gánh nổi trọng lượng của mình. Một số loài khủng long khổng lồ đã từng tồn tại như Brontosaurus, Apatosaurus hay Brachiosaurus. Nhưng một số giả định lại cho rằng các sinh vật to lớn như thế này nặng từ 16 tấn cho đến hơn 56 tấn, nên chúng không thể mang được trọng lượng cơ thể và phải vận động trong những vùng nước để giảm trọng lượng của mình. Những giả định ban đầu này đã không được chứng minh cho đến khi người ta phát hiện ra cơ thể và các cơ bắp của chúng rất phát triển. Ví dụ, giả thuyết đáng tin nhất cho cân nặng của một con khủng long Brachiosaurus là chúng có cân nặng bằng 8 con voi châu Phi trưởng thành. Đoạn này thì thông tin khá là cũ nên có gì anh em check lại giúp tôi nhé. Số 11. Khủng long là loài vật chậm chạp. Ban đầu, các nhà sinh vật học cho rằng khủng long là một loài động vật rất chậm chạp và đã bỏ lỡ cuộc chạy đua tiến hóa với chim và các loài động vật có vú khác. Nhưng những nghiên cứu gần đây thì lại trái ngược hoàn toàn, khi không có một dấu vết nào chứng tỏ sự uể oải của loài này. Hầu hết các loài khủng long đều linh hoạt như các loài động vật có vú lớn giống như sư tử. Loài khủng long ăn thịt là một loài giả thú nhanh nhẹn và linh hoạt. Vào năm 2000, một nghiên cứu hóa thạch khủng long được tìm thấy ở lòng sông phía nam Dakota đã đưa ra một giả thuyết rằng tồn tại khủng long với trái tim mạnh mẽ giống như những loài động vật có vú hơn là những loài bò sát hiện đại. Các nhà nghiên cứu cho rằng trái tim bốn ngăn làm nhiệm vụ trao đổi chất giống như loài chim. Số 12. Khủng long rất ngu ngốc. Nhiều người tin rằng loài khủng long sau khi tiến hóa có xu hướng yếu đi và ngu ngốc hơn trước. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học không đồng tình với giả thuyết này. Mặc dù trí thông minh của chúng rất khó xác định được, đặc biệt là đối với các sinh vật cổ xưa, thì các nhà khoa học đã tìm ra một vài ví dụ về việc nuôi dạy con cái, hành vi xã hội và các nhóm sinh sống giữa các loài khủng long. Và nhiều loài khủng long thậm chí còn có tỷ lệ bộ não khá lớn so với kích thước của chúng. Số 13. Tất cả khủng long sống cùng một thời điểm. Mặc dù các buổi triển lãm hay trưng bày về khủng long khiến chúng ta nghĩ rằng tất cả những loài khủng long đều được biết đến là đều sống cùng nhau trong một thời kỳ, thì đây thực sự là một câu chuyện hoang đường. Khủng long bảo chúa Tyrannosaurus nổi tiếng và khủng long ăn cỏ Brontosaurus, nay được gọi là Apatosaurus, sống cách nhau 65 triệu năm, còn xa hơn cả khoảng cách giữa những con khủng long cuối cùng và những con khủng long đầu tiên. Số 14. Khủng long là loài vật máu nóng và máu lạnh. Mặc dù những loài động vật chúng ta quen thuộc ngày nay được phân thành nhóm vật máu nóng và máu lạnh, thì điều này cũng không thể áp dụng với khủng long được. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra khủng long từ thời kỳ trung sinh,
và cho rằng chúng không phải động vật máu nóng nhưng cũng không phải động vật máu lạnh. Thay vào đó, máu khủng long là một thứ giúp chúng sưởi ấm và làm mát cơ thể. Dường như sự thay đổi ấy luôn đi liền với sự trao đổi chất của khủng long trong suốt cuộc đời của nó. Số 15. Khủng long có bộ não đằng sau. Nhà cổ sinh vật học Charles Mark đã tìm thấy một khoang rộng trong hông của các ống xương tủy khủng long. Ông suy đoán đó là vị trí của một bộ não thứ hai. Khái niệm bộ não thứ hai này của khủng long đến nay vẫn chưa được chứng minh. Nhưng nhiều động vật có xương sống, kể cả con người chúng ta, cũng có một cụm dây thần kinh mở rộng ở phía xương tủy. Và điều đó đặt ra câu hỏi, có khi nào chúng ta cũng có thêm một bộ não nữa? Vừa rồi là 15 câu chuyện không đúng về loài khủng long mà bấy lâu nay có thể bạn đã lầm tưởng. Các bạn còn có những câu chuyện nào nữa hay bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.